Tao dự định lên kế hoạch mới ở cả nhà, bật mí cho cả nhà biết luôn ha. Thì cả nhà có gì góp ý kiến cho Tèo có nên làm không nha. Bây giờ múc gà ra đang dọn cơm cả nhà. Nấu gà bữa nay nấu hơi lâu à. Ăn gà cò. Lâu lắm rồi con mới ăn béo thích nào mày lựa cho cái đùi không ăn này không. Ồ, béo thích cái cục đó lắm nè. Tèo mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tèo Vlog nha. Chào cả nhà. Chào thầy, chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Này thì cũng mùa mưa sắp tới rồi cả nhà, hai chồng tranh thủ kiếm ít củi với trái dừa ăn dự trữ, ăn chậm trong mấy cái tháng mưa. Đây dừa thì gia đình Tèo ăn hàng ngày cả nhà, ăn cái gom ra đây phơi ha, phơi xong rồi giờ mình sẽ bữa ra như trái vậy nè, bữa ra làm hai, làm ba, làm tư vậy đó, ăn đem vô dự trữ vô mấy tháng mưa. Cái vỏ dừa mình chậm nó cháy lắm cả nhà. Nó có cái gáo đem là chỗ nắng mình phơi lại, phơi là cho nó thiệt phơi là một nắng là được rồi. Cái này phơi là một nắng là khô, mình phơi cái mình lựa cái nào được cái mình đem vô trước, mình phải chẻ gì nó khô sẵn được. Cái đống này gom là cũng nhiều á, đem bữa rồi đem lại chỗ phơi đồ đó, chỗ chấm đó. Mình phơi cho nó đặng nắng đó. Mấy cái ổi mấy ổi ruột hồng bữa nay quá trời trái luôn đó nha. Làm xong hết trơn cái hai chồng chuẩn bị dọn là bọc trái cái nhà, có trái nè, dưới này nhiều lắm, dày đó kìa nè, cây này dám có cỡ mấy chục trái luôn, dài tới đây luôn cả nhà. Hả, thấy có trái bọc được rồi kìa, cây bên đây thì bắt đầu mới ra bông ra trái nè, dài nhóc dần nè, dưới đó nữa. Cái mít còn trái nào cái chín không à. Rồi đi vòng vòng chút xíu rồi cho cả nhà coi nha. Rồi trở lại cho bữa củi. Chưa chín. Cái mít này ngon lắm cả nhà. Muối dày ngọt. Cái dây này là dây thuốc cá nè cả nhà. Dây này Tèo hay lấy cái rễ Tèo xịt gãy nè. Theo phong cách thời xưa nó trồng nó cũng xịt bằng dây thuốc cá này nè. Cái dây này là chỉ mò hay lắm, xịt là mò nó bỏ nó đi chứ. Bữa không đóng đi. Sáng giờ xử hết cái đống trái dừa cả nhà. Bên này có cái cây bự nè, là cưa làm củi luôn. Cây này cưa ngọt ngọt vậy đó, mà cây búa với cây chét chạ không vô, cứng. Cưa thì ngọt, cưa mau không chạ. Yeah.
chồng cũng xử xong hết trơn cả nha, củi với trái dừa thì xong hết trơn rồi, quét dọn cho sạch sẽ rồi gom lại đây đốt. Chỗ này thì chỗ thường đốt rác, gom lại đốt cả nha. Ăn đốt rác ăn có phân, chất phân nha, sao tèo hốt rồi trồng rau thì ngay sang cái chỗ này tèo hốt rồi trồng rau thơm tốt lắm, cứ gom đốt vậy đó, sao thành một đống cho, thành đống phân hữu cơ. Lá cây này là mình đốt đó cả nhà, gom đốt đi, sau mình xúc mình trồng đồ tốt, còn sạch sẽ đừng đi. Cũng nhiều quá ha, nãy còn nguyên trái đâu thấy nhiều đâu cả nhà. Nãy giờ nè, ở trong nhà của Nguyệt thì còn đâu 7-8 bao gì đó, thì mẹ Nguyệt lụm gom đó rồi rảnh cái một bữa ra rồi phơi. Nói chung thì để dành chụm cả nhà, chụm không hết thì mình cứ để đó. Cái vỏ dừa mình để nó đâu có hư đâu, nó đâu có mục. Bình thường ăn chứ vỏ dừa mọt nó không ăn. Không ăn hả? Dạ. Bình thường thì chụm thì cũng không có hao lắm cả nhà. Hồi xưa thì mẹ hay kể là hồi xưa nuôi heo chụm vỏ dừa hao lắm. Ông xã mình nói đi lụm là phải ra ngoài sông á, bê xuồng á lụm. Cái thùng tâm bản là tầm 1,5 tấn cả nhà. Nhưng mà một năm vậy đó vớt là cỡ 15 xuồng vậy đó. Biết như trái dừa. Mình nuôi heo thì hồi xưa phải chụm cháo heo nồi á, cái nồi bự á. Hết biết cái đùm này nè cả nhà, trái gì nè. Cái đó tiện bỏ bớt rồi. Nổi gì ta? Nổi gì? Nổi hồng. Nổi hồng tới câu năm nè. Xong xử lý ba củi xong rồi cả nhà. Hai chồng ra bọc mấy cái ổi luôn nha. Em bỏ nhiều hơn lấy nên. Bỏ nhiều đi, nhánh này là em lấy tầm khoảng 3-4 trái được rồi. Ừ. Chứ bọc nhiều quá là nó nuôi không nổi là nó thi cây đó nha. Ở đây thấy ở đây có trái nhiều nguyệt tiễn mà còn thấy uổng nữa. Ông bà cô chú ở xa mà chỗ nào mà được trồng mà không có trái nhìn thấy uổng hơn. Em lãi cái dưới cái gúng đó luôn nha. Để con mò nó vô đó mình khó chị lắm. Cây này chỉ bọc được vài trái thôi nha. Lãi nó trống, nó muốn vô ở nó cũng không ở nữa. Tháng nắng thì bọc ít à, cây dài trái gì đó, tới mưa ha bọc nhiều. Em tước lá trong trống luôn á, thằng do con dịp sáp nó không có vô. Cái đùm nó bẻ vậy mà không còn vậy. Như cái nhánh này là bọc được 3 trái này nè cả nhà. 3 trái luôn. Nhánh này nó bự, bọc được 3 trái. Trước khi mình bọc là mình lãi với cái đít này nè. Hay nhiều khi con dịp sáp nó vô giống á, mình không thấy, mình bọc cái nữa là nó, nè, nó vô nè cả nhà thấy không? Ở trong cái đít nó trắng tư luôn nè, con dịp sáp đó đó. Mình mà không lãi lần nữa mình bọc cái trái ổi này nó bị hư. Ổi này mình muốn ăn ngọt. Mình á, hai trái đẹp quá kìa. Mình bọc á, cho nó có dốc bự bự ra, mình rẽ phân kali vô thôi. Ừ. Mình châm phân kali vô. Kali nó ngọt. Thường rẽ phân kali với cái gì anh? Kali với đạm, ít đạm thôi. Thì qua cho cái nhà coi cái gì bí kìa. Ở đây có một đám rau dền đỏ em. Ý không phải rau dịu đỏ. Rau dịu màu đỏ đẹp cả nhà. Nó có nấu ra màu như rau dền. Cái dây bí đào cái đầu dây bên đây, bữa nay trái ra thì thấy nhóc cái dây này nè. Cái này chắc đậu rồi cả nhà, bự rồi nè. Nhiều lắm, đây trái nè. Cái dây này thì thấy trái nhiều lắm. Đây trái nè, đây hai trái nè. Đây trái nè. Dưới này đang nở một trái nữa nè. Ủa dây bí này trái nhiều dữ vậy? Cả nhà coi nụ nó ra nè. Anh thấy nó đậu ên nè, đâu có chấm đâu. Ừ, trên này 2-3 trái luôn cả nhà. Ủa dây bí này. Dây bí này thấy xương xương cả chục trái luôn rồi.
Còn cái dây bí bên đây thì bí bên đây nó bò nè cả nhà. Đó, hết hồn rồi. Cũng có cô chú anh chị chia sẻ là đậu bí ăn ngon, để bữa nào thầy bé thầy ăn thử coi. Tèo tèo dự định lên kế hoạch mới cả nhà. Bật mí cho cả nhà biết luôn ha. Thì cả nhà có gì góp ý kiến cho Tèo có nên làm không nha. Tèo dự định là cái khung này nè. Khung đây vuông qua tới chỗ cái ổi này đó. Là Tèo dự định cắt cái chồi lá đằng quay cho nó đỡ nóng đó cả nhà. Với tháng mưa cho nó đỡ ồn. Ở phía trong đó mái tôn nó thấp nó nóng. Tèo dự định nâng cao đó mà nâng cao lên. Cái mái tôn phía trên đó nó bị xét cả nhà. Tèo sợ là nó dột nữa nó xỉa vô nhà cho nên là không thể nâng được. Cho nên là Tèo nảy ra cái ý tưởng là Tèo sẽ cắt cái chồi lá ngay đây. Cái chồi lá để dành sinh hoạt hàng ngày nấu ăn nữa cả nhà. Rồi cái mương này á thì Tèo sở rộng ra. Sở rộng ra bự luôn rồi sâu xuống. Thì chỗ này nữa chắc Tèo mua cá Tèo nuôi. Ở trên này thì cái nhà kêu bằng làm bằng lá luôn đó chứ không có làm bằng tôn nữa. Tôn quá trời nóng chị không nói. Đậu rồng không gà Tèo săn sóc lại bữa nay ra bông nhiều cả nhà. Bông nè. Lùm gì nè. Ra 5 6 7 cái bông luôn. Quá trời bông luôn. Mấy bụi hành. Mấy bụi hành này nè. Bụi hành nó cả kilo khỏe luôn. Cây củ sắn bé út bữa nay bông quá trời luôn em. Cây củ sắn này bông quá trời luôn. Bông thần lý bữa nay quá trời luôn. Bữa nay sao mà phải xử cái bông thần lý này em ơi. Nè cả nhà bông nè cả nhà. Hết biết rồi. Chắc hồi anh đi ra ngoài cho bò ăn anh bắt con gà quá. Rồi. Bữa nay làm công việc không đi săn bắt cả nhà. Bắt gà và suy nghĩ rồi cái bông thần lý này mình làm gì để mình ăn đó chứ quá trời nó nở bên đây nó nở rồi nè tại vì hai ba ngày rồi Tèo không có cắt nè nhìn hết tiếc luôn rồi nè chỗ này mình về luôn cái chỗ này là dữ nhất nè cái chỗ này hồi đầu mùa tới giờ là bông dữ nhất luôn á nè cái nhà dòm nè dài quá đây nè bông muốn nhiều hơn lá luôn. Mấy cái này bọc ở trên thôi đừng bọc dưới. Dưới gà nó gứt cả nhà. Dạ, nhào lên nó gứt cái thấy xốp trắng trắng nó gứt. Trời mấy chồi này đẹp rồi nè. Mấy chồi này nó bọc là bự trái. Giờ mình gứt trước nó. Nè cái con mũi hành này cả nhà. Chích cái trái này nó lớn là bị gì nè. Bị một gùi gì nè. Đó, mình không diệt được nó là ổi mình là không ăn được cái nào luôn á. Nó chích hư cái đọt luôn. Cái này rồi bỏ hết chứ không có để được. Bọc nữa cái trái xấu quá ăn không được. Nè hai trái chích trái còn trái nè nhìn nó xấu đi em. Rồi cũng công việc đã xong hết rồi gia đình Tèo giờ vô làm cơm ăn cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay ông xã mình có bắt một con gà trống trống cồ luôn trống cồ mình xào lăn. Món này thì sẽ rất là ngon. Tại vì gà trống cồ mình nuôi lâu rồi, mình xào lăn nó mới mềm, nó mới thấm, mới ngon cả nhà. Mình có mua thêm hai củ cây đỏ nè. Đây là tương hột ha, ngũ vị hương. Với này là hạt dầu điều, củ hành tây, đậu phộng. Thêm 4 trái dừa nè, mầm xả mình ớt ha. Giờ gà thì cũng mầm xong rồi. Giờ mình sẽ chặt ra cục dừa dừa ăn. Chặt ra cái mình gỡ lại để mình ớt mình nấu. Giờ mình ớt đây là tỏi phi. Gia vị đường một thì vị tương nó mặn vậy ha. Mình không có để muối vô sợ nó mặn. Đây là ngũ vị hương. Xào lăn có ngũ vị hương nó thơm. Sao ghi mình sẽ đi ông trà dạ nè. Là tương
điệu, nó cắn cái màu nó đẹp lắm. Ở đây mình bắt cái chảo dầu lên, cái phần xả bằm nè mình xào lên cho nó thơm, mình để gà vô mình xào, cho gà nặng ớt xong rồi nè, chắc cũng thấm rồi, mình để vô mình xào, xào cho nó ướt hết gia vị, cái mình đổ dừa vô, xào xăng nó khô, nó ướt hết gia vị rồi nè, đổ dừa vô, cho 4 trái dừa nhỏ vậy nè cả nhà. Mình sẽ để nước lạnh thêm ha. Cái 4 trái này là không có đủ gà cồ nó mềm nổi đâu. 4 trái bằng trái dừa. Nhưng mà có nước dừa vô nó sẽ ngon. Mình phụ thêm nước lạnh á. Dừa này nó nhỏ nhưng mà nó ngọt lắm. Nước nó chất lượng. Trong lúc chờ đợi thịt gà nó mềm thì gà chặt cái chuối nha. Chuối này chuối cao sáp. Con hủ lên chặt dễ chứ. Cái này mình sắc á, nhúng với cái nước nước xào lăn nó ngon. Què bẻ nấm gạo thơm đúng không em? Nấm gạo thơm đã được. Trời này chuyển mưa. Cảnh này chuyển mưa nữa nha. Sáng thanh minh năm nào cũng vậy. Hơi có mây á. Nhưng mà chưa đâu. Ở mấy chỗ khác nó mưa nhiều. Chỗ mình không mưa. Cây chuối xong qua hái ít rau thơm nữa nha, rau thơm gắn xử cho nó hết bữa nay. Nè, bữa hổm anh cắt bữa ăn gì ta, ăn hủ tiếu hả? Ăn hủ tiếu anh cắt sâu xuống luôn á. Ừ. Đồng bí bên này bò hết biết đỏ kìa, xanh xanh đậm ha. Cái này cái bí đao cũng có hai loại ha. Bí đao bung, bí đao chanh. Bí đao bung á là cái lá em thấy nó bự hơn này nè. Nhưng mà cái màu nó nhạt hơn, xanh nhạt hơn. Cái trái nó nữa mà cái màu nó trắng trắng xanh xanh. Còn cái bí đao chanh mình á, trái nó xanh xanh nó có bông á cả nhà. Cái loại này là nấu canh. Nó có nụ rồi kìa. Nụ nhóc rồi. Ủa anh có chấm nụ chưa? Chưa. Nở bông mới chấm được. Cái bí đao chanh á là bí này người ta loại nấu canh không cả nhà. Còn bí đao bung á là làm mứt. Bí đao bung trái bự lắm, trái mấy kilo rồi. Còn bí này trái không bự, bí này trái 1 ký mấy à? Dạ. Dạ, sắc cây chuối. Chuối này nó non, nó bào nó mềm ha. Cây cũng bự lắm mà lấy cái nổi non á. Cây nó còn nhỏ xíu à. Đây là nước chanh nè, mình rửa qua cái nước lạnh cho nó bớt mủ. Mình ngâm lại nước chanh cái trắng tươi luôn nè cả nhà. Cho nên làm cẩm tương ha. Cẩm tương đặng chảy ra sầu lăng. Đây là xả, ớt, tỏi. Mình cũng xào cho nó là thơm ha. Giờ nó cũng thơm thì cho tương vô. Này là tương xay. Trắng cái này người làm tương xay ăn miếng ngon ha. Tương hộp trắng nó cũng dính thôi. Thì là đường tương nó mặn rồi nữa ha, để đường được rồi, đường thì xào nó cũng thơm. Rồi đây là nước cốt ha, nước cốt mình dắt vào kẹo luôn, lấy cái kẹo thì nào mình ăn thì mình múc ra mình để đầu họng vô ha, chứ mình không có để trước, để trước rồi đầu họng nó không ngon, không giòn. Gà cũng đã mềm ha. Giờ để củ cây đỏ vô. Sau cùng để hành tây vô. Hành tây mình để vô xào qua xào lại mình múc để ăn được rồi cả nhà. Cái phần nước chấm nãy mẹ em cũng làm rồi nè. Mình có đâm đậu phộng ha. Mình sẽ gãi lên cái nước chấm. Bây giờ múc gà, gà đang dọn cơm cả nhà. Nấu gà bữa nay nấu hơi lâu. Gà cồ nấu lâu.
nấu tới chừng nào nó mềm á, ăn cho nó ngon. Bữa cơm gia đình Tèo đã chuẩn bị xong, chào mừng cả nhà ăn cơm cùng gia đình Tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Cảm ơn bà nội, cha mẹ mời cô chú ăn cơm. Ăn gà cò. Lâu lắm rồi tôi mới ăn gà béo thích nào mày lựa cho cái đùi không quá. Ăn này không? Ồ béo thích cái cục đó lắm nè, tại vì béo không có gan nên béo thích cạp mấy đó lắm, cái cùm. Cho cái hai nửa con gan cho béo trên tiếng nhà nha. Ăn gà xào lăng nhúng chua cay, nhúng chua cay được đấy, để chua cay ngon. Mẹ nấu làm gà ngon không? Gà mềm. Bà nội ốp. Nội ốp mẹ chỉ nấu rồi. Ngon không? Được rồi, cả nhà ăn gà xào lăng nha. Con có chấm nước mắm không? Ồ, mình chấm nước mắm luôn đó. Cái gà chấm cái nước chấm rồi nó. Như nó nóng mình chấm nó cũng dịu rồi nữa. Rồi nó béo nước cốt béo với đậu phộng á. Cái gà xào lăng là mình để lên bếp ga như này cả nhà. Trái dừa mà dắt kẹo lấy có nửa chén nước cốt à. Quá trời ngon. Béo mà đậm đà. Ngon. Món này có bánh mì mình ăn cũng ngon. Thôi quay con chấm nước chấm mà nội làm thì ngon quá. Con nước chấm. Chẻ có chấm không? Chấm kẹo không sao mặn đâu. Không dùng thai luôn. Nào quá. Ôm cạp luôn. Gà Tèo đâu tới 5-6 gà trống vậy cả nhà. Rồi có 2 gà mái à. Nó giành nhau quá trời luôn, đá lộn tối ngày. Giành cái gì chà? Giành gái. Con không giành con á. Ủa mẹ. Cái này mẹ nấu bao nhiêu cái dừa mềm quá vậy? Mẹ nấu nước dừa mẹ đổ vô nước lạnh đó con. Nó mới mềm nhá. Dạ cha nuôi thấy sao? Ngon ha. Ăn lúa thơm. Chiếc này xuống 2 bầy mà có 9 con. Bầy 7 con, bầy 2 con. Bầy kia sao có 2 con nữa không? Tại cái độ gà trống đạp không có trống nè. Kiểu mà gà trống đông quá cái nó dành đó cả nhà. Dành không con nào đạp máy được. Ta nói gà giỏi nó không có sai không? Nó nở không có sai. Thì giống gà đợt này nuôi giống gà xịn mà. Gà đá. Là con gà nó ấp nguyên ổ mà nó có 2 con. Tại gà trống nó đạp không có trống. Chứ con gà đó hồi đó anh nuôi đẻ nó đẻ đều lắm. Thôi trời mời cái nhà ăn cơm nha. Gà gì mà nuôi quá trời tập luôn. Con gà cho con cổ vậy. Từ giờ kiếm một sừng cổ. Cổ là mới ngon. Tụi này ngon không? Ăn cái này, cái cánh này. Cái này cắm nhiều nhiều nó chấm vô cho nó ngon ha. Nó chấm vô vô. Gà đậm đà không có cái chấm này ăn ngon. Giòn. Cho chế cái đuôi. Giòn lụm lụm nè. Cây vậy mà ăn nó giòn hơn cái bắp chuối nha, nó dài. Mình nhúng nó thấm. Chấm này nè con. Con Huy chấm này nè.
Bạn con nói mẹ bạn mẹ của bạn đó coi clip của cô ba xong rồi làm kiếm tiền. Dạ, bạn nói mà. Cái bạn nói là thấy con trong clip đó nữa. Vậy là học theo cô ba làm. Bạn đó nó định nói là mẹ tôi đang làm món kim tiền, học theo kênh Hương Cù Lao. Rồi để nói là tôi thấy bạn ở trong đó nữa. Nó thấm tới cái cục của cà rốt nó thấm ngọt. Con gà cầu á thường thôi nhà nó thương nó mềm mềm nhưng mà nó thương nhà nó à thương nhà nó thường ăn gà nhà nó ra nghe thương luôn hả nhưng gà này nó già thương nhà nó nhà cổ gà to gà này nhà nó nổi đâu nhà ngay ngồi cái găng với thương đi chung luôn. Sao hỏi mất răng mất 2.000 đô. Bữa cơm gia đình cũng đã xong. Mình cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình nha. Mình xin cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh của gia đình Nguyệt. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau nha. Nhân viên chào cả nhà. Con chào cô chú.